hàng tất cả khô chuẩn bị xuất khẩu nha các bạn. Hàng nhà mình là đặc biệt á, là điểm khác biệt là được móc mắt sạch sẽ nha các bạn, nhìn kỹ nha. Còn mấy nơi khác là nhìn kỹ ngay cái mắt nó vẫn còn đó, à, như vậy nó sẽ còn độc tố rất nhiều nha. Hàng to đều chất lượng, các bạn yên tâm, quý khách đặt bao nhiêu cũng có nha. À, đang chuẩn bị xuất cho khách nè, giá thì tốt nhất thị trường rồi. Khách càng lấy càng số lượng càng nhiều thì giá càng tốt nha các quý khách.